Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì chắc cũng rất là lâu rồi thì anh em mình mới có thể ngồi lại với nhau và nói chuyện nhau như thế này. Thì trong cái video ngày hôm nay thì như các bạn cũng đã biết thì sắp tới, thì trong tháng 12 sắp tới đây thì chúng ta sẽ có một cái giải đấu Yu-Gi-Oh! Nữa tổ chức diễn ra vào dịp cuối năm. Thì giải đấu đó cũng sẽ đang chờ đón tất cả anh em mình. Thì hôm nay mình cùng với tất cả các bạn sẽ xem coi và cũng như mình sẽ cho các bạn biết là cách mình lên một cái bài diễn Yu-Gi-Oh! Là như thế nào nha. Và nó sẽ trải qua những cái bước như thế nào. Và các bạn khi mà các bạn đi thi đấu Yu-Gi-Oh! hay là các bạn đi trình diễn Yu-Gi-Oh! Thì các bạn có những cái bước chuẩn bị nó giống như mình không? Thì mỗi người chuẩn bị nó sẽ mỗi khác. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem coi là những cái bước mình chuẩn bị để build một cái giải đấu build một cái bài thi Yu-Gi-Oh! Cũng như là một cái bài trình diễn Yu-Gi-Oh! Là như thế nào nha. Và bây giờ thì còn chương chơi nữa trước thôi. Rồi thì để build một cái bài thi Yu-Gi-Oh! Thì cái yếu tố đầu tiên mà tất cả các bạn chơi Yu-Gi-Oh! Đều phải có, bắt buộc phải có luôn nha, đó là các bạn phải có đủ cái số lượng trick mấy bạn có được. Thì tại sao lại có phải đủ cái số lượng trick? Thì tại vì một cái bài thi Yu-Gi-Oh! Thì nó sẽ có từ 1 phút cho vòng loại và 3 phút cho vòng trong. Thì nói chung là mình sẽ tính cái nhiều nhất là 3 phút. Thì mấy bạn sẽ chuẩn bị những cái thì tức là trong 3 phút đó các bạn sẽ thực hiện những cái thủ thuật cũng như là những cái trick Yu-Gi-Oh! Các bạn biết và có để có thể trình diễn cho tất cả mọi người. Thì để biểu diễn trong 3 phút đó thì tất nhiên thì các bạn sẽ phải biết nhiều trick thì các bạn mới có thể thực hiện được, đúng không? Rồi, và khi có được trick rồi thì sau đó thì mình sẽ ghép vô cái bài của mình, cái bài 3 phút á của mình, bài 3 phút hoặc là 1 phút mình ghép vô. Thì sau đó mình có trick thì mình sẽ ghép vô thôi. Mình có thể thực hiện nhiều cái trick, mình có thể tự sáng tạo nè, những cái trick mà bạn cảm thấy bạn làm chắc tay nè, bạn có thể ghép vô. Và ghép vô cái gì thì cái yếu tố thứ hai sắp tới đây thì đó chính là yếu tố nhạc biểu diễn. Thì nhạc biểu diễn thì thường nó sẽ phụ thuộc vô rất là nhiều yếu tố luôn, và nó sẽ phụ thuộc nhiều vô nữa cái cách chơi ở bạn luôn. Thì thường cái cách chơi của bạn nó sẽ phụ thuộc vô cái nhạc các bạn chọn. Thì các bạn sẽ chọn những cái nhạc mà nó sẽ phù hợp với lại cái phong cách chơi của bạn. Nếu như mà bạn chơi phong cách chơi chậm thì bạn sẽ chọn nhạc chậm. Phong cách bạn chơi nhanh hay là kiểu vô dập thì bạn sẽ chọn nhạc nhanh, đúng không? Chứ không thể nào mà bạn chơi chậm mình chọn nhạc nhanh, rồi bạn chơi nhanh mình chọn nhạc chậm thì nó sẽ hơi bị lỏ. Ở đó thì nó sẽ tùy thuộc vào phong cách chơi của tất cả các bạn nữa. Thì chọn nhạc thì thường ví dụ như với gu của mình thì thường mình sẽ chọn nhạc điện tử là nhiều các bạn, nhạc trap, nhạc điện tử. Nói chung là những cái dòng nhạc điện tử thì mình khá là thích, và mình thường thì sẽ ưu tiên những cái dòng nhạc điện tử để mình có thể chọn hết và làm những cái bài diễn Yu-Gi-Oh! Của mình luôn. Thì sẵn đây mình sẽ recommend cho tất cả các bạn cái kho nhạc mà mình hay tìm để bị diễn vô. Thì nó nhiều nhạc diễn vô nó rất là nhiều các bạn, nhưng mà thường thì nếu như mà mình hay chọn hai cái kho nhạc này để mình có thể khai thác và biểu diễn vô, thì đầu tiên á là mình sẽ lấy nhạc ở trên một cái trang, đó là có một cái trang đó là 44 record mấy bạn, đó là cái trang này. Mình sẽ cho các bạn xem 44 record này. Đây thì đây là một cái trang cho tất cả các bạn chơi vô. Thì cái trang này nó sẽ cắt những cái đoạn nhạc của những cái tuyển thủ Yu-Gi-Oh! Trên toàn thế giới luôn các bạn. Người ta sẽ cắt ra thành một cái file MP3 giống như kiểu một cái dạng video lyric á, để cho tất cả các bạn có thể sử dụng cho cái bài thi của tất cả các bạn luôn. Thì đây là những cái dòng, đây là những cái bài nhạc mà được sử dụng bởi những cái người chơi Yu-Gi-Oh! Trên toàn thế giới luôn các bạn. Thì được cái channel này họ cắt ra và làm riêng thành một cái file nhạc để cho tất cả các bạn sử dụng trong những cái contest cũng như là những cái cuộc thi của tất cả các bạn luôn. Khi mà mình đã build xong rồi, có nhạc rồi nè, có trick rồi nè, và sau đó các bạn ghép vô, thì các bạn sau đó mình sẽ đến một cái giai đoạn nữa, đó là giai đoạn gọi là mình sau đó mình sẽ build nha. Mình sẽ có một cái giai đoạn, đó là giai đoạn cảm nhạc mấy bạn. Cái cảm nhạc này nó cực kỳ quan trọng luôn. Là khi mà ví dụ các bạn chọn nhạc nhanh hay nhạc chậm như thế nào đó, thì ở trên bài nhạc nó cũng sẽ có những cái đoạn cao trào, hay là gọi là những cái điệp khúc của những cái bài hát, hay là những cái bài nhạc trap, nhạc điện tử á. Thì ví dụ như nhạc nhanh mình chơi nhanh, nhạc chậm mình chơi chậm, đúng không? Thì nó sẽ có những cái phân khúc đó để mình có thể thu hút cái người xem, là giống như kiểu cái khúc đầu các bạn sẽ chơi chậm chậm này, xong cái nhạc nó lên nhanh, các bạn sẽ đi theo cái biên độ đó để các bạn có một cái đường trick Yu-Gi-Oh! Nó đi theo một cái biên độ nhất định để nó thu hút người xem á. Thì đó là một cái cảm nhạc rất là hay luôn. Hoặc là ví dụ nhạc dừng cái là mấy bạn dừng, hoặc là nhạc nó có những cái đoạn drop là các bạn sẽ thực hiện những cái trick Yu-Gi-Oh! Nó phù hợp với cái đoạn drop đó. Thì đòi hỏi các bạn sẽ chọn những cái dòng, những cái trick nó mang cái tính chắc chắn, để khi mà cái nhạc nó vừa khớp thì các bạn sẽ vừa hoàn thành được cái trick đó luôn.
đó, thì nó sẽ mang đến một cái hiệu ứng rất 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 là tốt và rất là hay luôn cho những người xem. Khi mà họ xem mình trình diễn vô cũng như là thi đấu luôn nha tất cả các bạn, và nó sẽ rất là hay luôn á. Nói chung là nó đã lắm, nó đã lắm. Và phần cuối cùng nữa là ngoài khi mà các bạn đã có trick rồi nè, có nhạc rồi nè, và các bạn cảm nhận được rồi, thì việc còn lại của tất cả các bạn là các bạn chỉ việc tập luyện thôi. Tập sao cho nó chắc, cho nó chắc nè, cho nó nhuyễn, cứng, và đặc biệt là phải thu hút nữa và thể hiện cho mọi người thấy được là cái bài diễn của tất cả các bạn là một bài diễn nghệ thuật. Vô là nghệ thuật mà, đúng không tất cả các bạn? Ok. Và đó là chỉ vậy thôi. Đó là những gì mà mình biết và mình cũng chia sẻ đến tất cả các bạn. Còn các bạn thấy sao? Các bạn đã có build một cái bài diễn giống như kiểu giống như mình không? Mình nghĩ chắc đây cũng là một trong những cái bước cơ bản thôi. Thì yeah. Và chỉ vậy thôi. Và sắp tới thì cũng đã có giải rồi, nên là mình cũng sẽ chúc cho tất cả các anh em Yoyo có một cái bài diễn mình thật tốt vào tháng 12 này nha. Ok, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. See ya.